Xin chào mọi người. Nếu ai còn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 100 token ABB. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó làm các nhiệm vụ chatbot, tiếp theo bấm start để bắt đầu. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter này. Ok, quay trở lại bot. Rồi vào kênh liên kết và retweet lại bài đăng của nó nhé. Rồi, sẽ tìm đến cái bài đăng của nó. Đây không? Và gắn luôn cái tên của nó vào đây. Ok, sau đó quay trở lại. Rồi tiếp vào kênh partner của nó này. Ok. Rồi vào kênh YouTube này. Rồi trở lại bot, rồi vào Telegram này. Ok, sau đó là bấm check này, bấm chọn join airdrop này và bấm submit này, chọn don này và nhập profiling Twitter. Rồi, sau đó nhập địa chỉ ví BSC. Không có. Rồi, mọi người vào ví trước, nó MetaMask lấy cho mình. Rồi, sao chép này, quay trở lại và dán nó lại. Ok, tiếp theo chọn đôn này. Rồi kênh này xem rồi chưa đã. Ok, chọn đôn. Rồi tiếp theo sẽ nhập đường link retweet ở trên kênh liên kết. Mọi người sẽ trở về Twitter nhé. Rồi. Bấm trở về trang chủ đây. Rồi chọn hồ sơ. Chọn tweet này. Và sao chép cái đường link liên kết này. Ok. Quay trở lại, dán nó vào. Rồi sau đó là chia sẻ cái video gần đây nhất của nó. Rồi, mọi người chọn like nhé và chia sẻ lên Twitter. Đăng tweet. Ok, quay trở lại. À, và lấy cái profile link của kênh YouTube nhé. Rồi. Ok, chọn chia sẻ này, chọn sao chép. Rồi, quay trở lại, dán nó vào. Rồi, chọn balance này, kiểm tra này. Sau đó chọn withdraw là xem ngày nào này. Và cái này nó sẽ phân phối vào ngày 5 tháng 11 nhé. Ok, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.